Hello anh em. Xin chào anh em, chào anh em đã quay trở lại với kênh của Tokyo Camera. Ok, và như trước đây thì mình đã giới thiệu đến anh em một dòng sản phẩm của Insta One, một con Insta 360X, con đấy thì là con cam 360. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một sản phẩm tiếp theo của Insta 360 One nữa. Nhưng tuy nhiên thì nó là dòng Action Cam, dòng RAW. Và con này thì khác với con Twist Edition lần trước, là con Twist là con có khả năng là biến được hai cái module camera. Con này thì lại chỉ có một module camera mà thôi. Và cái con này có điều gì khác biệt và đặc biệt để nâng cấp thì anh em vào video nhá. Ok, thì đầu tiên thì các bạn nhìn thấy hộp rồi. Thì mình nghĩ là nó cũng không khác gì so với cả con Twist lần trước. Chỉ có cái điều là cái tên nó khác thôi. Đây là phiên bản 1-inch Edition được kết hợp cùng với cả Leica, một hãng về làm về máy ảnh khá nổi tiếng trên thế giới rồi. Thế thì bây giờ mình sẽ mở ra sơ qua cho anh em xem, bởi vì mình mở rồi. Thì đây, rất đơn giản thôi. Đây là cái camera của anh em. Trông thì nó vẫn giống so với cả cái phiên bản Twist, tuy nhiên thì cái module camera của nó đã khác. Còn cái module của nó khác như nào thì mình sẽ nói sau. Ở bên dưới thì chúng ta thì vẫn có một cái hộp phụ kiện thôi. Hộp phụ kiện đơn giản, cũng không có gì nhiều, ngoài mấy cái tờ giấy sách hướng dẫn sử dụng cũng như là một cái bóc để đựng máy thì nó cũng không có gì. Mình sẽ không nói gì nhiều đến cái phần phụ kiện này, bởi vì phụ kiện thì các bạn có thể tự tìm hiểu được. Và quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, và tại sao nó lại có tên là Insta 360 1R 1-inch Edition. Thì cái 1-inch này bắt nguồn từ chính cái module camera. Cái module camera được gắn rời ở đây và cái phiên bản lắp thêm này thì nó có một cái cảm biến lên tới là 1-inch. Và như anh em đã biết, anh em nào mà chơi ảnh nhiều hay cũng như là quay phim nhiều giống như mình thì hiểu được là cái cảm biến 1-inch nó có khả năng như thế nào. Thứ nhất là nó sẽ cho anh em một cái chất lượng hình ảnh cũng như là video nó lớn hơn, sắc nét hơn. Và thêm nữa là cái ánh sáng thu vào từ cái cảm biến này nó cũng lớn hơn, nó cũng nhiều hơn, giúp cho cái việc là noise khi mà anh em quay trong điều kiện thiếu sáng hay là anh em xử lý hình ảnh về độ chống rung thì cảm biến 1-inch này cũng sẽ xử lý được cho anh em nó tốt hơn là so với những cái cảm biến thông thường của các action cam khác. Và thêm nữa thì là cái lens của cái dòng One Edition này, như mình đã nói ban đầu, là được kết hợp với cả Leica. Nhắc đến Leica thì là một hãng sản xuất máy ảnh high-end có thể khá là nổi tiếng trên thế giới, với những sản phẩm mình đánh giá nó thuộc hàng quái vật, bởi vì cái mức giá của nó là thuộc hàng vũ trụ khác rồi chứ không phải thuộc vũ trụ của trái đất nữa. Ok, thì Leica đã kết hợp với cả One R để cho ra một cái chất lượng ống kính. Mình nghĩ là với Leica làm ống kính thì mình không có gì phải phàn nàn cả. Đây như em có thể thấy, với cái thiết kế hầm hố này thì nó được trang bị thêm hẳn một cái filter to có vòng xoay để anh em có thể tháo ra. Và mình nghĩ là cái filter này này, một phần là để bảo vệ cho cái thấu kính chính của máy có cái tiêu cự là 14.4mm, cũng như là khẩu con này lên tới là 3.2. Thì có một cái filter này nữa. Và cái filter này mình nghĩ là sắp tới sẽ có rất là nhiều cái filter ND cũng như là filter UV để có thể anh em thay thế, cũng như là tùy thuộc vào cái mục đích sử dụng của anh em. Còn về tổng thể thì các bạn có thể thấy là nó khá là giống, cũng như là không có gì khác biệt quá là nhiều so với phiên bản Twist lần trước. Chỉ có điều là cái ống kính này nó to hơn và cái chất lượng hình ảnh thì mình nghĩ là nó sẽ đem lại là tốt hơn. Và mình thì cũng đã, hôm qua mình mới cầm nó và mình cũng đã quay thử một vài đoạn, thì anh em có thể xem ngay trên màn hình và để lại cho mình ý kiến xem là chất lượng của cái hình ảnh nó như thế nào nhá. Xem vừa rồi thì mình được thực hiện bằng chiếc One R phiên bản 1-inch Edition này.
Thì cái phiên bản này là mình, cái file thì mình quay là file 4K 60 frame thôi. Mình chưa bật cái tính năng là 5.7K 30 frame lên. Thì theo như mình đánh giá thì là cái chất lượng hình ảnh đưa ra cũng như là cái màu sắc cho ra ở cái chế độ mình quay không có lốc ấy, thì mình đánh giá nó khá là ok, nó không bị bệt quá là nhiều, cũng không bị noi quá nhiều. Và như hôm qua là mình quay trời lúc nó cũng sẩm sẩm tối nữa, cái ánh sáng nó không được thực sự là nó căng, vậy nên là vẫn có một vài chi tiết nó không được lên cao quá. Tuy nhiên với một cái camera hành trình hay là một cái action cam mà có cái chất lượng như thế thì mình đánh giá nó khá là tốt. Ok, và thêm nữa là về cái chống rung, như mình đã nói ban đầu rồi thì cái module này nó rất là to, nó còn to hơn cả cái module cam ở phiên bản Twister. Thì cái module 1 inch này nó lớn hơn và cái khả năng chống rung của nó cũng tuyệt vời hơn. Và như các bạn thấy cái file mà mình quay trên đường về, mình đi đường khá là dài và sóc, nhưng mà nó cũng không có gọi là cái độ sóc, nó không ảnh hưởng quá là gì nhiều đến cái hình ảnh được mang lại. Thêm nữa thì có một vài tính năng như là HDR hay là những cái tính năng time lapse, hyperlapse các thứ thì nó cũng giống so với cái phiên bản Twist mà lần trước các bạn được xem, thì mình cũng sẽ không nhắc gì thêm về những tính năng này. Và trong video sắp tới thì mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn về con này và mình sẽ hướng dẫn anh em một vài mẹo sử dụng action cam sao cho hợp lý nhất nhá. Còn video của mình giới thiệu về chiếc One R và một vài cái trải nghiệm sơ qua nhanh sau 1 đến 2 ngày cầm cái One R này thì mình đã gửi đến anh em. Anh em có ý kiến gì thì để lại bình luận phía dưới. Và đừng quên để lại cho mình một like cũng như một share nhá. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.